Vâng, xin chào tất cả các bác. Hôm nay em sẽ chia sẻ cho các bác một trong những cái con đường trong khu đô thị Văn Phú. Nó dài khoảng 1,5 km và chạy qua mấy cái dãy liền kề. Đây có thể nói là một trong những khu đô thị, một trong những con đường cung đường đẹp nhất của khu đô thị Văn Phú. Đấy, cung đường này có bắt đầu điểm đầu là chỗ này là giao với mặt phố Văn Khê. Trước kia là mặt phố Hoàng Đôn Hòa. Còn phía đối diện vẫn trồng cây, kia là quy hoạch công viên văn hóa thể thao 100 hectare các bác nhé. Đây, còn phía bên tay phải chúng ta đây là dãy liền kề TT11 này. Đấy, bây giờ mời các bác cùng đi nhá. Cái phía thẳng chúng ta chỗ Royal Hotel kia là đấy là chính là đường vành đai 3,5. Sắp tiến tới người ta chuẩn bị làm. Con đường này có điểm đầu là mặt phố Văn Khê này, còn điểm cuối là nối vào phố Quang Trung, đường Quang Trung. Nó có dạng là đường hình cánh cung chạy theo hướng đông nam tây. Đấy, hình cánh cung các bác nhá. Đây bắt đầu rẽ vào phía bên tay trái chúng ta là bắt đầu dãy liền kề TT 33 cho đến tại là TT 30. Còn phía bên tay phải là bắt đầu từ dãy liền kề TT 4 cho đến dãy liền kề TT3, TT2, TT1 các bác nhá. Cuối cùng chợ Văn La và khi một phát là ra mặt đường Quang Trung Hà Đông. Ở đây là đường là 24m các bác thấy này, rộng thênh thang. Vỉa hè mỗi bên đều là 5m. Ô tô chúng ta để thoải mái các bác ạ. Như vậy dãy liền kề này ở hai bên này thì chúng ta vừa ở và làm văn phòng kinh doanh công ty rất là tốt các bạn. Đây xe để ngoài đường thoải mái, tối để ngoài đường thoải mái, chưa thấy có vụ đạo trích nào đâu các bạn. Hiện các dãy liền kề ở hai bên mặt đoạn đường này thì có khá nhiều nhà đang được chào bán. Ở đây em giới thiệu cho các bác một trong những dãy đẹp nhất, đó là dãy TT1. Đấy, mặt đường này, mặt đường rộng này. Căn nhà 90m2. Dãy 4 tầng. Mặt tiền 4,5m. Ở phía trước, sân trước là 2m, còn sân sau là 1,5m. Nhà hoàn thiện ngoài trong vẫn thô. Đang được chào bán với giá là 11 tỷ các bác ạ. Còn căn đã đầy đủ nội thất rồi, đẹp về ở luôn thì đang được chào với giá là 13 tỷ rưỡi. Đây, phía bên tay phải chúng ta đây là đến dãy liền kề TT2. Còn bên tay trái là dãy liền kề TT 31. Thì các dãy liền kề TT 33, 32, 31 và 30 ạ, phía sau nó, sau này nó lại còn một quy hoạch là có một con đường nữa các bác ạ. Đấy, con đường đấy là con đường cũng nối từ cái mặt phố Văn Khê đến đường Lê Trọng Tấn. Đây, phía bên phải chúng ta là bắt đầu đến dãy liền kề TT1 rồi đây các bác. Đây, phía bên này là công viên vườn hoa, họ đang thi công các bác. Đây là lối đi sang dãy liền kề TT 37, 38 và khu đô thị Phú Lương các bác nhé. Phía bên tay trái chúng ta là đến dãy liền kề TT 30 này. Đây các bác nhìn, đây là cái căn liền kề thô. Đấy, tức là trong thô. Ngoài thì đã hoàn thiện rồi các bác ạ. Các căn liền kề ở đây thì cái cầu thang thì đều thiết kế là cầu thang giữa các bác nhé. Có thể nếu mà mình thiết kế lại có thể bố trí được cả thang máy nữa. Vì nhiều nhà, rất nhiều nhà khi làm
mua họ sửa và làm bằng máy luôn. Ở tầng thứ tư, trên tầng thứ tư thì mình có thể lên được tầng thứ năm. Tầng thứ năm thì làm khung sắt tôn để làm thoải mái các bạn ạ. Phía bên tay phải chúng ta đây là dãy đầu hồi của khu liền kề TT29. Đây còn đến phía bên tay phải chúng ta đây là dãy liền kề TT35. Dãy này thì cũng có ít căn thôi. Đây, phía bên tay trái chúng ta là dãy liền kề TT34. Dãy này còn có số căn ít thôi, không nhiều, hơn chục căn nữa các bạn. Còn phía bên tay phải đây là khu này là một đoạn, có một đoạn ngắn thôi là làng Văn La các bạn nhé, phố Văn La. Đây, đến đây là chúng ta bắt đầu đến chợ Văn La này các bạn. Và bên tay trái là chợ Văn La và khu đất dịch vụ Văn La. Đây, đoạn này còn vướng mắc tí đây mà chưa giải quyết nốt, nhưng mà đường đã thông rồi, ô tô đi ra vào thoải mái các bạn. Từ đây ra mặt đường Quang Trung cách khoảng độ 50m thôi. Phòng vướng mấy nhà này chưa giải tỏa được. Đấy, nhưng mà đây là ô tô vẫn đi ra vào thoải mái các bác nhé. Đấy, ra đây là chúng ta bắt đầu đến mặt đường Quang Trung rồi các bác ạ. Phía đối diện chúng ta sang bên kia là trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ. Và phía chếch chếch sang bên tay trái này tí ở đây chính là sau này phi thẳng sang bên kia là một con đường đi qua khu đô thị Lê Trọng Tấn, khu đô thị Park City. Ta gọi đấy là cái đường Lê Trọng Tấn 2 được. Và cái đường thẳng này, đường này sau này nối thẳng sang chỗ Vinhome Thăng Long, khu đô thị An Khánh nhé các bác nhé. Để các bác nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ cho em nhé. Đã tạ các bác quan tâm đến khu nhà biệt thự liền kề ở khu đô thị Văn Phú thì alo em theo số điện thoại 0985204435. Em tên Minh, phục vụ các bác 24/7.